cá là nướng xong rồi nha các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tú. Xin chào mọi người, mình tên là Cao. Xin chào mọi người, mình tên là Đội. Hôm nay mình sẽ làm món cá cam nướng và gỏi xoài cá chỉ vàng để ăn cơm tối, mọi người cùng đón xem nhé. Ui, cá gì ngon thế nhỉ? Đây là con cá cam mình ướp từ hồi chiều. Nếu mà mình ướp bây giờ thì gia vị nó không có ngấm sẵn á. Nên đây có mình có nhiều cách ướp, mình ướp giềm mẻ để con cá này được thơm ngon hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Gia vị nó ngấm đều sẵn rồi. Giờ mình chỉ có việc đi nướng thôi. Mình đang chuẩn bị xoài để làm món gỏi cá chỉ vàng. Xoài xanh ngon thế nhỉ? Quá hấp dẫn luôn. Con trai lứa gì mà tay khéo thế? Cười lại duyên rồi chứ. Và đây là anh Đợi. Không biết anh ấy đang làm gì đây. Anh Đợi đang làm gì đây? Mình đang mồi than để nướng cá cam cho các bạn nha. Tay nghề đi luyện phết đấy nhỉ. Hôm sau mà các chị nào mà lấy các anh này là được nhờ đấy nhá. Cười duyên thế. Chúng mình là những người đi làm thuê thì gần 2 tháng này thì mùa dịch nên là cửa hàng phải đóng cửa. Nên chúng mình cũng không biết làm gì. Trong nhà thì bạn Cao đang thái xoài để làm gỏi xoài cá chỉ vàng. Còn ngoài hiên thì bạn Đợi, bạn Tú đang chuẩn bị than để nướng cá. Các bạn thấy mình thái có chuyên nghiệp không? Có khi nào thái vào tay không Cao? Không, mình đã luyện từ nhỏ rồi. Ngoài cổng ngoài hiên này thì bạn Đợi đang nướng. Đợi nướng gì đấy? Mình đang nướng cá chỉ vàng nha các bạn. À, nướng cá chỉ vàng trước à? Đúng rồi. Thơm đấy nhỉ? Nướng cá chỉ vàng này làm gì đấy? Để chúng mình làm gỏi cá chỉ vàng á. Tuyệt vời đấy. Nhỏ lớn thì chưa có ăn món này bao giờ. Thì hôm nay quyết tâm. Anh và em Vlog quyết tâm làm món này cho gia đình ăn. Đến nướng cá chỉ vàng xong đến được nướng cá à? Đúng rồi các bạn. À, đây là con cá được ướp từ rất lâu. Bạn Cao bạn có ướp hình như là sốt này là sốt rừng mẻ à? Rất là thơm. Không, cứ nướng cho nó vàng vàng thơm thơm lên, làm gỏi mà. Ăn với xoài nó nướng chín không ăn đau bụng đấy. Cá đã chín rồi nha các bạn. Mình sẽ làm cái bọc mình ăn thử. Ăn thử tí vào nó mát ở nhà nha. Ui, phải nóng thế. Mình nóng lắm các bạn ạ. Cá rất là thơm. Nóng lắm các bạn ạ. Cá là chín rồi nha các bạn. Rất là thơm và ngon. Bây giờ mình sẽ nướng cá cam nha các bạn. Cái này nó cứng các bạn. Em kẹp mạnh đẩy nó vào không sao đâu. Cá cam rất chi là thơm và ngon. Nhà có một con cá cam này nhá, nướng cẩn thận để cháy là đêm nay ngủ ngoài đường đấy nhá. Đêm nay cho bạn Đợi ngủ ngoài đường. Mùi rất chia thơm các bạn ạ. Mình mới đi có một vòng mà vào đây thì bạn Cao đã dùng tay thần trưởng nạo gần xong xoài rồi nhá. Các bạn đã ăn món gỏi này bao giờ chưa? Nếu chưa thì xem chúng mình làm và học và làm theo và bình luận ở dưới nha.
Đây, cá này nướng nhất là cứng. Bạn này nói phét đấy các bạn ạ. Bạn này hôm nay làm món này đầu tiên thôi. Chén nước sốt thần thánh của mình đã làm xong à, và gia vị gồm có đường, tắc, nước mắm, tỏi, ớt à, và tí nữa mình ăn cơm mình sẽ trộn vào đây nha các bạn. Ba anh em đang ngắm một con cá. Ngon ha. Bao ngon luôn. Cá này nướng lâu chưa đợi? Được bao nhiêu phút rồi? Nướng tầm 15 phút rồi. Sao ăn được chưa? Ăn được, sao ăn được rồi. Ngon thế. Cảm nghĩ của bạn Tú về món cá này như thế nào? Rất là thơm. Thơm hả? Có đói chưa? Bụng mình đang kêu con cào rồi nè. Đấy, một con cá mà ba anh em xúm nhau lại để nướng. Mùi rất là thơm các bạn ơi. Đầu bếp trưởng ở đây thì đang cầm điện thoại bật đèn để cho nó tăng độ sáng lên. Gần hết than rồi nên nướng hơi lâu. Cao thì đã làm xong con gỏi về rồi và ra đây phụ bạn đợi để nướng cá. Cá đã nướng xong rồi nha các bạn. Vàng giòn ngon lắm các bạn ạ. Thơm nhức nách luôn. Ôi giời ơi. Các bạn. Hấp dẫn quá. Nhưng mà cũng không được vàng lắm nhỉ. Chắc là so sắp hết than rồi. Cầm đợi lên mát. Các bạn hãy nhìn mình biểu diễn nha các bạn. Các bạn rớt ra ngoài. Ăn đấm đấy. Có cái đẳng cấp. Wow, đẳng cấp đấy nha. Rớt đi kìa. Không sao. Không sao nha các bạn. Việt Nam tính cần cù. Hôm nay mình sẽ chọn gói nha các bạn. Mình sẽ đổ nước sốt này vào. Rồi bỏ luôn rau răm vào. Và mình sẽ trộn 4 lốc xôi nó lên. Chờ mãi cũng đã đến giây phút này rồi. Cùng tới giây phút được thưởng thức. Thơm lắm các bạn ơi. À mà mình bỏ thêm ít bột ớt vào cho nó có màu nha. Xong rồi, giờ mình cho gia vị vào thưởng thức thôi các bạn. Đây, mình sẽ bóc ra đây. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi. Quá là hấp dẫn luôn. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức với chúng mình. Ăn thôi, ăn thôi. Mời các bạn ăn nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Đợi phát biểu cảm nghĩ rồi. Cá ngọt lắm các bạn. Món gỏi này rất là ngon nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cái đó. Món ngon có mình không biết phát biểu cái gì rồi. Bữa ăn rất là đạm bạc của những người đi làm thuê và dịch Covid. Món ăn hôm nay gồm có cá, gỏi và món canh rau dền. Canh rau dền này được chị hàng xóm, chị trồng trên sân thượng cho chúng mình. Đây, miếng cá này rất trắng và ngon nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Rất thơm mùi dầm và mía. Cảm ơn quá các bạn ạ. Bát này mình ăn bát thứ tư thứ năm. Ngon quá các bạn. Ngon quá các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé. Xin chào. Xin chào. Goodbye. Ghép lại nữa các bạn.